Chào các em, hôm nay cô sẽ giới thiệu về một kiến thức trong lập trình với ngôn ngữ Python gọi là vòng lặp. Vòng lặp được sử dụng trong lập trình để lặp lại một đoạn chương trình cụ thể. Trong Python có hai loại vòng lặp phổ biến là while và for. Vòng lặp while được dùng khi không thể dự đoán trước được số lần cần lặp hoặc lặp đến khi một điều kiện không còn đúng nữa. Vòng lặp for thì thường được sử dụng khi lập trình viên biết trước số lần cần lặp. Cú pháp của vòng lặp while, điều kiện, những câu lệnh cần lặp. Cú pháp của vòng lặp for, x in range y, những câu lệnh cần lặp. Trong đó, x là biến đếm, số lần đã lặp qua mỗi vòng lặp, y là số lần cần lặp hoặc danh sách cần lặp. Lưu ý, chúng ta cần thuộc lề những câu lệnh bên trong vòng lặp. Đối với vòng lặp while, chúng ta có thể áp dụng vào việc phát phiếu giảm giá cho đến khi hết số lượng. Ví dụ, in ra màn hình số phiếu giảm giá bất kỳ và dùng vòng lặp while giảm đi 1 mỗi lần phiếu đã được phát. Chương trình sẽ luôn luôn dừng phát khi số phiếu còn lại bằng 0, bất kể số phiếu ban đầu là bao nhiêu. Đối với vòng lặp for, chúng ta có ví dụ lặp lại câu lệnh in 3 lần. Ngoài ra, vòng lặp for cũng thường được sử dụng để lặp qua từng phần tử trong danh sách và lặp qua từng phần tử trong chuỗi ký tự.